Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, một trong những tước hiệu của Đức Giêsu, Ngài được gọi là Đấng Messia, nghĩa là Đấng Thiên Sai. Đức Giêsu là Đấng được Thiên Chúa sai đến trần gian. Nếu chúng ta đọc Tin Mừng, chúng ta sẽ thấy Đức Giêsu ý thức rất rõ về cái địa vị của mình, về cái sứ mạng của mình. Ngài là Đấng được Thiên Chúa sai đến trần gian, và vì thế cho nên Ngài chỉ thực hiện những gì là ý của Chúa Cha. Vậy Chúa Cha sai Đức Giêsu đến trần gian để làm gì? Thưa, Đức Giêsu được Thiên Chúa Cha sai đến trần gian để loan báo Tin Mừng. Sau những năm tháng sống ẩn dật để chuẩn bị ở Nazareth với Thánh Giuse và Đức Mẹ, thì khi được khoảng 30 tuổi, Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng công khai. 30 tuổi theo như quan niệm của chúng ta là tam thập nhi lập. 30 tuổi được coi là trưởng thành, và Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng. Lời đầu tiên của Đức Giêsu khi đi thi hành sứ mạng là gì? Anh em hãy ăn năn sám hối và đón nhận Tin Mừng. Đức Giêsu đi ngược xuôi đất nước Palestine để rao giảng Tin Mừng. Ngài không dừng lại ở đâu quá lâu. Chúng ta nhớ lại một lần ở Capernaum, khi mà Đức Giêsu giảng dạy, Đức Giêsu chữa bệnh, Đức Giêsu trừ quỷ, và có lẽ từ khoảng nửa đêm về sáng, Ngài lánh đi một nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Rồi sáng sớm người ta không thấy Chúa Giêsu đâu cả, họ đi tìm và gặp Ngài, họ muốn níu Ngài ở lại, nhưng Ngài bảo không được, thầy còn phải đi nhiều thành, nhiều nơi để loan báo Tin Mừng, bởi vì thầy đến trần gian cốt là để làm việc này. Đức Giêsu đi khắp nơi, Đức Giêsu giảng dạy ở mọi nơi, ở trong hội đường, ở trên núi, ở trong nhà, ở bờ biển. Nơi nào cũng là địa điểm để Đức Giêsu loan báo Tin Mừng. Đức Giêsu chính là người loan báo Tin Mừng đầu tiên. Vậy Tin Mừng Đức Giêsu loan báo là gì? Thưa, là chính Ngài. Bởi vì nếu Đức Giêsu là Đấng loan báo Tin Mừng thì Đức Giêsu cũng chính là Tin Mừng. Tin Mừng ấy là Tin Mừng giải thoát. Tin Mừng ấy là Tin Mừng yêu thương. Tin Mừng ấy là Tin Mừng sự sống. Đức Giêsu giải thoát khi Ngài chữa bệnh, khi Ngài trừ quỷ. Con người bị bệnh tật nó cùm kẹp, người què, người mù, người bại liệt được Chúa giải thoát. Đặc biệt là Ngài tha tội. Ngài tha tội bởi vì tội nó như là một cái ách đè nặng trên con người, và được Đức Giêsu tha thứ. Cho nên Tin Mừng của Chúa Giêsu là Tin Mừng giải phóng, Tin Mừng giải thoát. Tin Mừng của Chúa Giêsu cũng là Tin Mừng tha thứ. Các trang Kinh Thánh đầy dẫy những câu chuyện, đầy dẫy những biến cố, những trình thuật cho chúng ta thấy Chúa Giêsu luôn luôn tha thứ.
Đặc biệt trong tin mừng của Luca, dụ ngôn về người cha nhân hậu nói lên tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa và sẵn sàng tha thứ cho con cái, tha thứ cho dù nó không xứng đáng. Và tin mừng của Chúa Giêsu là tin mừng của sự sống. Chúa Giêsu đã làm cho Lazaro, đã làm cho chàng trai con bà khóa ở thành Nain, đã làm cho đứa con gái của ông trưởng hội đường được trỗi dậy. Và qua đó, Chúa báo trước việc người sẽ ban sự sống vĩnh cửu cho con người. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu là người đến trần gian để loan báo tin mừng, và Đức Giêsu cũng chính là tin mừng ấy. Cái sứ mạng loan báo tin mừng của Chúa Giêsu phải được tiếp tục cho mọi người ở mọi nơi và mọi thời. Và đó là lý do mà Đức Giêsu đã thiết lập nên giáo hội. Giáo hội tự bản chất là truyền giáo. Giáo hội có sứ mạng truyền giáo, nhưng phải nói đúng hơn rằng sứ mạng truyền giáo làm nên giáo hội. Tự bản chất giáo hội là truyền giáo. Nếu giáo hội không truyền giáo, nếu giáo hội không loan báo tin mừng, thì giáo hội không còn là mình nữa, và giáo hội không có lý do để tồn tại. Ngày hôm nay, toàn thể giáo hội trên khắp thế giới cùng cử hành ngày Chúa Nhật truyền giáo để cùng ý thức về sứ mạng của mình, cùng cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Những gì mà nói về giáo hội thì cũng là nói về bổn phận của chính mỗi người chúng ta. Bởi vì giáo hội là ai? Giáo hội là chúng ta. Chúng ta là giáo hội. Đó là lời của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai trong cái tông huấn về người giáo dân. Chúng ta là giáo hội. Nếu như bản chất của giáo hội là truyền giáo, nếu như giáo hội có sứ mạng loan báo tin mừng, thì điều đó có nghĩa là mỗi người chúng ta ở trong giáo hội, cho dù là giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân, thì chúng ta đều có sứ mạng loan báo tin mừng. Và sứ mạng loan báo tin mừng ấy là như nhau, đồng trách nhiệm. Nếu phép bí tích rửa tội làm cho chúng ta nên con cái của Chúa, cho dù là giáo hoàng hay giáo dân thì cùng một phẩm giá. Thì phép bí tích rửa tội ấy cũng làm cho chúng ta đồng trách nhiệm, cho dù giáo sĩ hay giáo dân. Tất cả mọi người chúng ta cần phải ý thức rõ về điều đó. Tất cả chúng ta ở trong giáo hội cùng một phẩm giá và đồng trách nhiệm. Và vì thế cho nên chúng ta, tất cả mọi người đều có sứ mạng truyền giáo. Trước hết chúng ta hãy cầu nguyện, bởi vì đây là công trình của Thiên Chúa. Vì thế cầu nguyện để cho Chúa thực hiện cái công trình của Ngài nơi chúng ta cũng như nơi tất cả mọi người. Và điều thứ hai, đó là mỗi người chúng ta cần phải có những nỗ lực nào đó để thực thi cái sứ mạng truyền giáo. Truyền giáo không có nghĩa là tuyên truyền, không có nghĩa là chiêu dụ tín đồ, nhưng mà truyền giáo có nghĩa là hãy làm tỏa sáng ánh sáng của đức tin
hãy làm tỏa sáng sự hấp dẫn của tin mừng. Nếp sống của người tín hữu của Chúa nó phải tỏa sáng, tỏa hương, tỏa sáng đức tin, tỏa hương các nhân đức, để những người xung quanh họ thấy, họ hấp dẫn, họ vui và họ được mời gọi. Thế thôi, còn lại bao nhiêu Chúa làm. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của giáo hội ở trên khắp thế giới đạt được những kết quả như Chúa mong muốn, và đồng thời chúng ta cũng ý thức bổn phận của mình phải sống tin mừng một cách hiệu quả, để nhờ đó mà những người xung quanh nhìn vào nếp sống của chúng ta, họ nhận ra ánh sáng và niềm vui của tin mừng. Amen.